Xin chào các cô, các bác. Chúc các cô, các bác một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc. Thì để cho cái kênh video của em ngày một tốt hơn và phát triển hơn thì mong mọi người hãy like và share video của em để video của shop em lan tỏa đến mọi người nhiều hơn, để mọi người biết đến shop em nhiều hơn. Đó, mọi cái chi tiết liên hệ và thông tin địa chỉ thì em có để ở phần giới thiệu ở phía dưới video nha mọi người. Và một lần nữa em xin chân thành cảm ơn mọi người vì trong thời gian qua đã ủng hộ giúp em rất là nhiều. Thì trong cái video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến mọi người một số cái cây phong thủy để trong nhà cực kỳ tốt. Thì hiện nay do những cái biến đổi về thời tiết, khí hậu và không khí thì khiến ra tình trạng về ô nhiễm môi trường rất là nhiều, và đặc biệt là trong không khí, nên là hiện nay là rất là được nhiều người ưa thích trồng những cái cây phong thủy để ở trong nhà. Chính vì vậy, những cái cây phong thủy hiện nay đang được ra bán rất là nhiều và nó có rất là nhiều loại phổ biến. Đây không chỉ là một việc giúp cho điều hòa không khí trong gia đình mình, mà ngoài ra về cái ý nghĩa phong thủy của những cái loại cây này ấy, nó còn đem đến niềm lành cho gia đình mình này, đem đến nhiều tài lộc may mắn cho gia chủ, là cải thiện không gian sống, nhưng mà còn mang lại rất là nhiều ý nghĩa đối với những cái người trồng các cái loại cây này. Thì tuy nhiên ý, không phải ai cũng biết được cái ý nghĩa phong thủy của các cái loài cây này và biết chọn những cái cây phù hợp với ngôi nhà của mình hay với mệnh của mình, hay là việc cây phong thủy giúp cho gia chủ hút tài lộc. Thì trong cái video ngày hôm nay em sẽ gợi ý cho mọi người top 5 cái cây mà nó giúp đem đến cái tiền tài phú quý êm ấm cho gia đình mình. Và trước hết em xin giới thiệu đến mọi người cái cây mà hẳn là rất là quen thuộc với mọi người, đó chính là cái cây phát tài nha mọi người. Nghe cái tên thôi là mọi người biết đến cái cây này mang đến rất là nhiều vận may và sự may mắn, tài lộc. Phát tài, phát lộc nghĩa là đem đến cho gia chủ nhiều tiền tài phú quý, giúp cho công danh sự nghiệp của người chồng ngày một thăng tiến hơn. Cây này thì nó còn được biết đến với nhiều ý nghĩa phong thủy rất là hay. Phát tài là biểu tượng cho sự thành công, với cái sắc xanh của cái cây này là nó rất là hợp với những người mệnh mộc này, và nó đem đến cho mình một cái không gian thoáng đãng trong gia đình, và đặc biệt ý, nó như một cái máy điều hòa không khí tự động giúp cho cái không gian nhà mình trở nên thoáng đãng hơn. Thế những cái cây này ý, nó còn có thể trồng thủy sinh được, ví dụ như là những cái bó phát tài xoắn ý, mọi người có thể mua về cắm vào một cái bình thủy tinh đặt trên bàn và treo những cái lọc trên đó ý, thì nó sẽ đem lại rất là nhiều sự may mắn cho cái người gia chủ. Và cái cây này, đây cái cây này thì nó có ba thân tượng trưng cho phúc lộc thọ nha mọi người. Đó, bên em còn bán những cái cây về phát tài xoắn để mọi người trồng sinh rất là nhiều. Nếu mà mọi người thích thì có thể qua trực tiếp. Và cái cây thứ hai mà không thể thiếu trong top 5 cái cây này, đó chính là cái cây lưỡi hổ nha mọi người. Cây lưỡi hổ là một cái cây được xem như là khá là quen thuộc với mọi người. Nó có thể trồng và làm tiểu cảnh hoặc là trồng ở ngoài ban công trong nhà tắm, bởi vì nó là một loài cây thích nghi rất tốt với những cái môi trường khắc nghiệt, dù là nắng nóng hay là lạnh thì nó đều thích nghi được. Và đặc biệt đến cây này, nó là một cái loài cây mọng nước này, về cái phần lá của nó cứng cáp và nó có hai màu, đó là cái màu xanh đậm ở bên phần giữa và bên viền ngoài ấy, nó có một cái màu vàng. Thì cái loài này nó gọi là cái loài lưỡi hổ Thái Châu nha mọi người. Cái loài lưỡi hổ này thì nó không có vằn vân, những cái vân vằn trên những cái lá của nó, mà nó chỉ có một cái màu xanh thẫm đậm thôi. Còn về cái loài mà nó có những cái vằn ấy thì gọi là lưỡi hổ ta, bởi vì cái loài lưỡi hổ đấy đã xuất hiện ở Việt Nam khá là lâu rồi, và cái loài đấy có chiều cao từ khoảng là 30 cho đến 50 cm. Còn cái loài lưỡi hổ mini như thế này nó chỉ có chiều cao khoảng 25 cm hoặc là 20 cm thôi, và nó được trồng trong một cái chậu xứ nhỏ xinh như thế này, rất là phù hợp để cho mọi người đặt ở trên những cái bàn làm việc này, bàn học, hay là mọi người có thể mua để tặng cho những người mình yêu mến. Cái cây lưỡi hổ này nó như một cái tấm bùa hộ mệnh, đem lại rất là nhiều điềm lành, sự may mắn và cảm giác an toàn thoải mái cho gia chủ. Và với những cái thân lá cứng cáp khỏe mạnh thì cây lưỡi hổ chính là biểu tượng cho sức mạnh thiêng liêng cao cả. Những cái người trồng cây lưỡi hổ này có thể đặt một cái chậu nhỏ ở trên bàn làm việc, nó cũng có khả năng hút những cái bức xạ từ các
thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại hay là vi tính đó, nó hoặc là mọi người có thể lựa chọn đặt ở những cái góc phòng đối với những cái cây mà to hơn, ví dụ như cái ngoài cao tầm 30 đến 40 cm, mọi người có thể mua về đặt ở góc phòng. Đặc biệt cái cây này cũng có thể trồng được trong nhà tắm, bởi vì điều kiện ánh sáng dù là thiếu sáng thì nó vẫn có thể thích nghi được và trồng được trong nhà tắm, cho dù là cái hơi ẩm trong nhà tắm nó cũng không ảnh hưởng đến việc phát triển của cái cây này. Ngoài ra ấy, cái cây này còn được rất được ưa thích và nó được đem trồng ở những cái hàng rào ở đường lối vào của những cái gia đình đó, mọi người có thể mua về để trồng tạo thành một cái đường rào rất là đẹp. Đó chính là cưỡi hổ, là thể hiện cho sự dũng mãnh uy nghiêm, bởi vì cái khả năng cứng cáp của cái loài cây này tuy là nó nhọn nhưng mà nó không có trọng đau đâu mọi người ạ. Đó nó sẽ giúp cho gia đình mình nhiều sự bình yên hơn này. Đó ngoài cái cây cưỡi hổ ấy ra, cái cây thứ ba mà không thể thiếu trong cái top 5 những cái cây văn phòng hay là những cây phong thủy mà mọi người nên nên rất nên trồng trong gia đình mình, nên cái chậu cây kim tiền mọi người ạ. Kim tiền hẳn là mọi người không còn xa lạ vì rồi, bởi vì cái cây này rất là phổ biến và trồng được rất là nhiều, cho dù size mini, size trung hay size cỡ đại thì đều có nha mọi người. Đây chỉ là một cái size mini để bàn, mọi người có thể đặt trên bàn nhờ làm việc hay trong góc văn phòng đó. Cái cây này kim tiền là tượng trưng cho tiền tài, sự thịnh vượng giàu có, đem đến nhiều tài lộc phú quý cho gia chủ. Là những cái chậu kim tiền này với những cái chiếc lá mà hình bầu tròn xanh mướt như thế này mọi người ạ, nó mọc đan xen nhau đó, lá của nó rất là bóng và xanh, nó có những cái cuống lá thẳng đứng lên tượng trưng cho sự ý chí nghị lực vươn lên trong cuộc sống, hơn là giúp cho gia chủ vững bước trên con đường thành công đó. Cái cây này rất là đẹp, cực kỳ phù hợp để mọi người mua về để đặt trong cái ngôi nhà của mình. Nó cũng có khả năng thanh lọc được không khí, là giúp cho mọi người mỗi khi mà mọi người làm việc căng thẳng ấy, khi mà mình nhìn thấy cái cây xanh ấy, nó sẽ giảm bớt nhiều cái stress cho mình hoặc là những cái sự âu lo mệt mỏi hơn đó. Ngoài cái cây kim tiền thì tiếp theo cái cây đó chính là những cái chậu cây về đây là cây hạnh phúc nha mọi người, cây hạnh phúc tiền tài phú quý về sự bình yên đã có rồi thì không thể thiếu được cái cây này, đó chính là cái cây hạnh phúc mọi người ạ. Hạnh phúc là nghe tên là mọi người đã biết là nó tượng trưng cho điều gì đúng không, đó chính là nó tượng trưng cho sự bình yên êm ấm hạnh phúc trong gia đình. Cái cây hạnh phúc này thì nó còn có các cái vừa trồng thủy sinh được, vừa trồng ấn đất được. Về trồng thủy sinh ý, thì thân của nó sẽ nhỏ như thế này và hầu như lá của nó sẽ tập trung tạo thành một khóm bên trên và để lộ cái thân của nó bằng khoảng một ngón tay út nha mọi người, và phần dưới của nó rễ ra mọc rất là tùm nha mọi người ơi. Những cái cây trồng thủy sinh như thế này thì cực kỳ là dễ chăm sóc, bởi vì hầu như mọi người không cần phải tưới tắm nhiều, tầm một tuần mọi người thay nước cho cây một lần, và thi thoảng ấy, cây có hết nước mọi người tưới đủ mực nước cho cây và để cho cây một khoảng để rễ có thể hô hấp được và phát triển. Ngoài ra mọi người cũng có thể thường xuyên để cho cây một chút ngoài ánh nắng, bởi vì cây này nó cũng cần có ánh sáng để phát triển hơn. Mọi người có thể đem cây ra phơi nắng từ 2 đến 3 giờ vào buổi sáng, từ 10 giờ đổ lại đó. Thì cái cây như thế này cực kỳ dễ chăm và đáng để mua nha mọi người, bởi vì những cái tên của nó là tượng trưng cho cái ý nghĩa phong thủy của nó, thì người dưỡng những người mua có thể yên tâm và mua về cho mình một cái chậu cây đẹp như thế này về để trưng trong nhà. Thì nó giúp cho nhà mình rất là nhiều cái vận may nó. Mà về cái chậu cây phong thủy như thế này có rất nhiều. Còn cái cây tiếp theo đó chính là cái chậu cây kim ngân, thì nó còn có cái tên gọi khác đó chính là cái cây bím tóc, bởi vì thân của nó ấy, nó có cái khả năng là rất là mềm dẻo nha mọi người. Mọi người có thể uốn cây thành những cái bím tóc, mọi người biết bím tóc không, gọi là giáp tóc với mọi người, thì thân của nó có thể uốn thành cái hình dạng như thế, hoặc là mọi người có thể uốn thành bất kỳ cái hình dạng nào mà mọi người muốn ngay từ khi cây còn là hồi đang phát triển ấy, thì cây cực kỳ là dễ uốn. Còn ở đây cái chậu cây này thì cây này nó có ba thân nha mọi người, ba thân thì em cũng đã nói rồi, nó tượng trưng cho
phúc lộc thọ, và trên những cái cây, trên những cái thân của nó, những cái nhánh lá của nó mọc ra rất là nhiều, và trên lá của nó tạo ra năm cái phiến lá như thế này. Kim ngân là tiền đúng không mọi người, nó cũng tượng trưng cho sự tiền tài phú quý đó. Những cái lá như này chính là tiền tài phú quý lộc thọ đó, mọi người. Thì trên video này là tất cả những cái cây về phong thủy mà mọi người rất là đáng trồng ở trong nhà của mình. Thì nếu mọi người thích thì mọi người hãy liên hệ tại số điện thoại và địa chỉ ở phần giới thiệu video em để ở bên dưới nha mọi người. Mọi người mua nhiều thì sẽ được rất là nhiều phần ưu đãi, và đặc biệt được rất là nhiều những cái phần quà ý nghĩa nữa. Đó, bên shop em còn hỗ trợ cho mọi người tư vấn và hiểu biết thêm về một số tip chăm sóc của những cái loài cây này. Đó, nếu mà mọi người thích thì hãy qua shop em mua nha mọi người, hoặc là liên hệ bên shop em để em ship cho mọi người nha. Bye bye mọi người, cảm ơn mọi người đã xem.